Chào mừng các bạn đến với bản tin trên kênh Khỏe Mạnh Đúng Cách. Và ngay bây giờ, mời các bạn hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Nghi án nghịch tử bắn cha ruột rồi ôm bom tự sát cùng bạn gái ở Gia Lai. Cận cảnh lấy nắp chai kim loại có răng cưa cắm sâu hơn 2 tháng trong thực quản một người. Từ sáng sớm, người dân thành phố Hồ Chí Minh đeo khẩu trang đi thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời. Lượng khách tăng cao bất ngờ tại các bến xe đầu mối ngày giáp Tết. Ý nghĩa các bạn trẻ gói bánh chưng tặng người vô gia cư đón Tết. Ngay sau đây mời các bạn đến với thông tin chi tiết. Nghi án nghịch tử bắn cha ruột rồi ôm bom tự sát cùng bạn gái ở Gia Lai. Sau khi nổ súng bắn trọng thương cha ruột, đối tượng Đỗ Đức Anh tìm đến nhà người tình nghi ôm bom tự tử. Sáng ngày 25 tháng 1, cơ quan công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại nhà bà HTH sinh năm 1979, trú tổ 2 thị trấn Chư Ti, huyện Đức Cơ, khiến hai người tử vong. Khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, người dân trong khu vực nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bà H. Khi tới xem thì phát hiện có hai người đã tử vong nên trình báo cơ quan công an. Tại hiện trường, cơ quan công an xác định danh tính hai thi thể là bà H và Đỗ Đức Anh sinh năm 1980, trú tổ 3, thị trấn Chư Ti. Đối tượng Đỗ Đức Anh là người đang bị công an huyện Đức Cơ truy bắt vì hành vi nổ súng bắn trọng thương cha ruột vào chiều ngày 22 tháng 1. Khi bỏ trốn, Đỗ Đức Anh mang theo khẩu súng, loại bắn đạn chùm, là hung khí bắn trọng thương cha ruột. Đối tượng này đã có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và chế tạo tàn trữ sử dụng trái phép vật liệu nổ, mới ra tù vào tháng 9 năm 2020. Được biết, bà H sống độc thân, có mối quan hệ tình cảm với Đỗ Đức Anh khoảng hơn 1 năm nay. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Cận cảnh lấy nắp chai kim loại có răng cưa cắm sâu hơn 2 tháng trong thực quản một người. Mới đây, Bệnh viện Bình Dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phẫu thuật và gắp ra một nắp chai nước giải khát kim loại đường kính 3cm với 20 răng cưa găm lún vào thành thực quản người đàn ông 27 tuổi. Bác sĩ cảnh báo mọi người phải thật sự cẩn trọng khi ăn uống, đặc biệt là trong các dịp lễ Tết. Cụ thể, bệnh nhân là anh NVVL, 27 tuổi, Bình Dương. Sau một buổi làm việc dọn dẹp, anh L khát nên lấy chai nước giải khát để sẵn trên bàn, vội vã cầm uống, vô tình nuốt luôn nắp chai. Do ngại mọi người xung quanh sẽ lo lắng, anh không thông báo về tai nạn này. Khoảng hơn một tháng sau, người bệnh bị đau tức nhiều ở vùng ngực, ăn uống khó khăn. Bệnh nhân đã đến khám tại một số bệnh viện địa phương và được hướng dẫn đến Bệnh viện Bình Dân để tìm nguyên nhân. Tại đây, qua nội soi tiêu hóa, các bác sĩ phát hiện dị vật nghi là một nắp chai nước giải khát đường kính khoảng 3cm cắm vào thành thực quản. Niêm mạc xung quanh phù nề, giữ chặt dị vật. Trên phim X-quang và CT scan ngực cho thấy hình ảnh dị vật cản quang ở thành sau thực quản, đoạn 1/3 trên cánh cung răng khoảng 20cm. Do dị vật kích thước lớn đã găm lún vào thành thực quản, khối viêm phù nề lan rộng, các bác sĩ quyết định phẫu thuật xẻ thực quản. Dùng dụng cụ chuyên dụng gấp gỡ dị vật dưới hướng dẫn nội soi. Sau hơn 30 phút phẫu thuật, chiếc nắp chai đã có dấu hiệu hoen rỉ được đưa ra khỏi thực quản thành công. Bác sĩ khuyến cáo mọi người luôn phải thận trọng trong khi ăn uống. Khi đã phát hiện nuốt dị vật hoặc khó nuốt, nuốt vướng, đau tức ngực không rõ nguyên nhân, người bệnh tuyệt đối không nên chần chừ mà nên đi khám ngay để phát hiện và xử lý sớm. Chuyển sang các thông tin tiếp theo. Từ sáng sớm, người dân thành phố Hồ Chí Minh đeo khẩu trang đi thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời. Phong tục dân gian nói rằng thả cá chép phóng sinh là một việc làm thiện lành, mang ý nghĩa giúp ông Táo có phương tiện di chuyển về trời, đồng thời cũng tích đức qua việc phóng sinh. Sau khi hoàn tất mâm cúng ông Công, ông Táo, rất nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đã thả cá chép tiễn Táo quân chầu trời. Sáng ngày 25 tháng 1, tức 23 tháng Chạp, nhiều người dân ở thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi thức cúng ông Công, ông Táo theo truyền thống văn hóa của người Việt. Ngoài ra, việc thả cá phóng sinh vào dịp cuối năm cũng là việc thiện nên có ý nghĩa lớn đối với người dân. Rất nhiều người mang theo cá chép để thả cá phóng sinh, trong đó có trẻ em được bố mẹ dẫn đi thả cá chép phóng sinh và giải thích cho con hiểu về tín ngưỡng văn hóa truyền thống của dân tộc. Khác với những năm trước, người dân đã ý thức hơn trong việc không thả kèm túi ni lông khi phóng sinh cá. Một số người còn sử dụng hộp nhựa để giảm thiểu tối đa tình trạng sử dụng túi ni lông. Hàng tháng cô tới đây và mỗi năm là đều tới đây, mỗi tháng là tùy theo, nhiều lúc
30, 40, 50. Như hôm nay là 50 ký cá. Giá cả thì nó vẫn bình như vậy thôi, 30 ngàn một ký. Trước tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, người dân thành phố Hồ Chí Minh đi thả cá chép đưa ông táo về trời, không quên đeo khẩu trang phòng dịch. So với mọi năm, lượng người thả cá giảm hẳn, người dân không phải bon chen, xô đẩy nhau phóng sinh. Theo tục lệ dân gian, phóng sinh cá chép ngày 23 tháng Chạp đã có từ lâu. Mọi người quan niệm táo quân sẽ cử cá chép hóa rồng lên thiên đình để báo cáo lại tất cả việc làm của con người trong một năm qua. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, ngày 23 tháng Chạp có khi rơi đúng vào ngày các gia đình phải đi làm, không chuẩn bị được thời gian để cúng đúng giờ ngọ. Vì vậy, không nhất thiết phải cúng ông Công, ông Táo vào lúc giữa trưa mà có thể cúng bất kỳ lúc nào thuận tiện. Lượng khách tăng cao bất ngờ tại các bến xe đầu mối ngày giáp Tết. Khác với khung cảnh ảm đạm của mấy ngày trước, chiều ngày 25 tháng 1, cùng với không khí nhộn nhịp của ngày đưa ông Táo về trời, người dân thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu về quê đón Tết. Lượng hành khách tại các bến xe đầu mối bất ngờ tăng đột biến sau khi người dân biết được thông tin về quê không bị cách ly. Theo ghi nhận, chiều ngày 25 tháng 1, tại bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh đã nhộn nhịp hẳn. Rất đông người dân đến mua vé đón xe về quê. Tại quầy vé, các nhân viên làm việc tất bật hơn thường ngày vì số lượng hành khách đến mua vé về quê bất ngờ tăng cao đột biến từ những ngày trước đó. Phía trong bến, nhiều hành khách xách theo hành lý, lỉnh kỉnh đồ đạc chuẩn bị cho ngày nghỉ Tết. Hầu hết hành khách về quê sớm chủ yếu về các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên như Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk. Theo lãnh đạo bến xe miền Đông, bình quân mỗi ngày có 9.000 lượt khách, tăng 20% so với những ngày trước. Hiện, lượng hành khách đạt 55% so với cùng kỳ năm 2021. Dự kiến lượng hành khách sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tới. Lượng hành khách bất ngờ tăng cao vào những ngày giáp Tết là một tín hiệu đáng mừng cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải nói riêng và vận tải hành khách liên tỉnh nói chung sau thời gian đã ngủ đông trong dịch bệnh. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân yên tâm đi lại, về quê đón Tết an toàn trong dịch bệnh, những ngày cao điểm sắp tới, ban quản lý bến xe sẽ tiếp tục triển khai, siết chặt các biện pháp an toàn phòng chống dịch mức độ cao, tuân thủ nghiêm 5K tại các bến xe để phòng lây nhiễm dịch vào dịp lễ Tết. Ý nghĩa các bạn trẻ gói bánh chưng tặng người vô gia cư đón Tết. Dịp Tết đến xuân về rất cần kề, không khí Tết cũng đã thể hiện trong những món ăn quen thuộc như bánh chưng, bánh tét, dưa muối. Thế nhưng với những người có hoàn cảnh khó khăn, người cơ nhỡ, vô gia cư lại không như vậy. Với mong muốn mang không khí Tết cho những người có hoàn cảnh kém may mắn, các bạn trẻ ở thành phố Thủ Đức đã hăng hái nấu bánh chưng tặng cho người vô gia cư để chia sẻ yêu thương. 21 giờ tối ngày 24 tháng 1, nhóm bạn trẻ trong câu lạc bộ công tác xã hội sức trẻ tình nguyện đã tặng những chiếc bánh chưng do chính tay các bạn trẻ ở nhiều cơ quan đơn vị tại thành phố Thủ Đức nấu cho người cơ nhỡ vô gia cư trên các tuyến đường thành phố. Hoạt động này của các bạn trẻ đã khiến không khí Tết tràn ngập khắp mọi nẻo đường ngóc ngách của thành phố Hồ Chí Minh, không bỏ sót một ai ở lại năm cũ. Những chiếc bánh chưng tràn ngập yêu thương này được gói và nấu bởi những bàn tay không chuyên từ các bạn trẻ tình nguyện câu lạc bộ sức trẻ tình nguyện công tác xã hội, trung tâm công tác xã hội thanh niên thành phố và trung đoàn cảnh sát cơ động công an thành phố. Chính vì vậy, những chiếc bánh chưng ngoài có mùi nếp thơm, đậu, thịt còn thơm vì sẽ chia tình người. Với mong muốn là đem đến một cái Tết thật sự là ấm áp cho bà con nhân dân trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thì cái hoạt động này cũng là một cái hoạt động nằm trong khuôn khổ cao điểm của chiến dịch xuân tình nguyện. Trước đó, các chiến sĩ trẻ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tự tay chuẩn bị 200kg nếp, 50kg đậu và 50kg thịt làm nguyên liệu gói bánh. 500 chiếc bánh chưng dẻo thơm đã được nấu chín bằng những bàn tay không chuyên của các bạn trẻ tình nguyện viên. Trong đó, 200 chiếc bánh được trao tặng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Thủ Đức để trao lại cho những chị em nội trợ có hoàn cảnh khó khăn, giúp chị em mang không khí Tết trong bữa ăn gia đình. Nguyên một mùa dịch vừa rồi thì gần như là người dân của chúng ta không đi làm được, và có rất là nhiều người mà đến Tết có thể là người ta sẽ không mua được những món quà. Thì ở đây cũng là một cái món quà rất là nhỏ, tự tay các bạn làm. Thì gửi gắm ở đó là từ tình cảm, là những cái mà mong muốn chúc cho mọi người may mắn và sớm vượt qua được đại dịch.
Mặc dù dịch bệnh vẫn đang tiếp tục được kiểm soát tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng các hoạt động tổ chức nấu bánh chưng và mang tặng cho những hoàn cảnh khó khăn vẫn đang diễn ra an toàn. Các bạn tham gia đều tuân thủ quy tắc 5K và giữ khoảng cách để có thể trao tặng những chiếc bánh chưng cũng như lan tỏa không khí Tết đến tất cả người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin y tế, xã hội mới nhất trong bản tin tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.